Xe đạp thể thao VIP.com xin chào các anh chị. Đây là toàn cảnh quá trình anh Đông ở Cầu Giấy, Hà Nội đã đến với shop để chọn cho mình một em xe đạp Hybrid Line HBR99 Max với cấu hình full nhôm siêu nhẹ cao cấp, bộ chuyển động Shimano 24 tốc độ cùng hệ thống phanh đĩa dầu trước sau, hoạt động trơn tru êm ái. Nhận hàng xong anh chia sẻ chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt, xe đẹp 9 trên 10 điểm. Vâng, cảm ơn anh Đông cũng như rất nhiều khách hàng khác trên mọi miền Tổ quốc đã luôn tin yêu và ủng hộ shop. Đến với shop, anh chị sẽ tìm được cho mình một chiếc xe đạp tốt và phù hợp. Nên nếu anh chị đang cần tìm hiểu thông tin về xe đạp, cần mua xe đạp thể thao, đừng chần chừ, hãy nhấc máy và gọi 098-331-5936 hay 098-993-958. Shop luôn lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của anh chị. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo từ kênh xe đạp thể thao VIP.com. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao VIP.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được.